Thanh An chào cả lớp, hôm nay chúng ta xem một bài hát rất là hay, Con Bướm Sưng. Và bài này cũng rất là nhiều người yêu cầu và rất là nhiều bạn trẻ đang yêu thích. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thẳng vào trong bài luôn các bạn ha. Với cái bài này chúng ta sẽ chơi, mình hướng dẫn các bạn chơi trong son thứ. Và sẽ chỉnh trên bốc trừ 2, mình hướng dẫn trên la thứ cho các bạn dễ tập nè. Rồi bây giờ điệu thì chúng ta sẽ chọn một cái điệu DJ nào cho nó dễ nghe chút xíu ha. Rồi, đặc biệt cái điều DJ này á, nếu như các bạn có cái phần main A mà nó trống nó ít á, nhỏ nhẹ nhẹ thôi thì càng tốt. Ví dụ như này, đây, cái này là ít nè các bạn, đó. Cái này hơi ít, đó. Ví dụ qua B thì nó hơi mạnh thiếu nè, đó. Đó. Thì các bạn nếu mà chọn được cái DJ thì càng tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài ha, phần intro. Với những cái bài này thì các bạn cần cho mình cái tiếng đàn cò đầu tiên, cái phần intro đàn cò, rồi cái tiếng thứ hai thì các bạn cần chú ý là cái tiếng nhạc đen đó các bạn, sao cũng được, tiếng nào mà tiếng nào hùng hồn ha. Rồi cái tiếng thứ ba thì bạn cần cho mình đó là cái tiếng giống như tiếng cuto vậy các bạn, tiếng nào nó ná vậy đó, mỏng mỏng. Nó tiếng là nguyệt cũng được, nói chung là cần một tiếng mỏng mỏng thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài luôn. Đầu tiên thì với cái intro thì chúng ta cần một cái nhịp thiệt là cái main, bạn chọn cái main nào ít trống ha. Main ít trống, rồi chúng ta sẽ sử dụng cái tiếng đàn cò vào trong. Và những nốt cái phần intro như sau các bạn, là mi. Chúng ta sẽ bỏ là ở hợp âm la thứ ha. Rồi tiếp đô la sol la mi, cái chỗ sol la mi chúng ta sẽ bỏ qua đô trưởng. Rồi rê, chúng ta bỏ rê thứ. Đô si đô, chúng ta sẽ bỏ hợp âm đô trưởng. Tiếp la, chúng ta bỏ hợp âm pha trưởng. Sol la mi, bỏ hợp âm mi 7. Rồi đô si, chúng ta vẫn hợp âm mi 7. Và la sol la trở về la thứ. Rồi cái phần intro là gì các bạn? Là mi đô la sol la mi rê đô si đô la sol la mi đô si la sol la. Rồi chúng ta sẽ vô nhạc nhịp như sau các bạn ha. La mi đô la sol la mi rê đô si đô la sol la mi đô si la sol la. Rồi sau những cái nốt này thì nó sẽ có một cái đoạn nhỏ về cái nhịp, mà nói chung cái phần này, phần sau này mình sẽ làm cho các bạn nghe thấy thôi, chứ chúng ta không cần phải tập cái phần sau này, phải thấy nó không có quan trọng. Để mình hướng dẫn các bạn theo phong cách của ca sĩ Hồ Quang Hiếu đang trình bày, cho nên là cái phần này nó có cái chỗ này để các bạn la sol la ha, các bạn vừa dứt la sol la thì bắt tức là lúc đó xong, sau đó nó sẽ báo trống la sol la. Bắt đầu 1 2 3, chúng ta sẽ bỏ 3 nhịp, sau đó chúng ta sẽ đàn như vậy. 2 3. Rồi đó, nghỉ một nhịp nữa rồi bên này. Rồi chúng ta sẽ nghỉ 3 nhịp rồi chúng ta sẽ vào bài. Có nghĩa là cấu trúc cái intro thì nghe cái phần sau thì mình thấy nó không có quan trọng. Có nghĩa tóm lại là sau khi bạn giảm tới cái chỗ mà la sol la, rồi chúng ta sẽ nghỉ 3 nhịp, rồi chúng ta sẽ đàn vào mi sol mi. Thì chúng ta đàn ở vào đó, rồi sau đó chúng ta sẽ nghỉ 2 nhịp, rồi chúng ta sẽ đàn tiếp là mi sol mi nữa các bạn. Rồi sau chúng ta chúng nghỉ 3 nhịp. Mình thấy nó gì nó rất phức tạp và nó cũng không có cái gì mà mới mẻ trong cái đây á. Các bạn nếu mà làm nghỉ nhịp vậy, người ta cũng không biết là các bạn cố tình nghỉ hay là mình đang dừng để cho người ta vào hát nữa. Cho nên á, các bạn cứ bỏ cái phần nghỉ mấy cái nhịp này đi, chúng ta bỏ đi không quan trọng đâu. Bởi vì nếu các bạn nghỉ á, thì cái người ta hát á, người ta tưởng là các bạn là đã dạo xong rồi, là chúng ta là người ta tưởng đó là đến cái lượt người ta hát rồi, người ta sẽ hát vào nữa thì nó rất là phức tạp ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm lại cái phần intro này các bạn. Một nhịp nè, hai nhịp nè, ba nhịp nè, mi sol mi. Một nhịp nè, hai nhịp nè,
nhịp nè, hai nhịp nè, ba nhịp. Con bướm sưng, con bướm sưng. Lúc này người ta mới ca vào. Rồi, như là cấu trúc cái phần intro nó như vậy. Còn thôi, tới la sờ la các bạn nghỉ luôn. Các bạn chúng ta sẽ báo trống, người ta sẽ vào luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào bài nha. Mình sẽ đọc nốt cho các bạn cái nốt trong bài. Rồi. Rồi, đoạn A ha. Mi son mi, bỏ la hoặc âm la thứ. Mi son mi, hai lần mi son mi. Mi son mi re. Chỗ này chúng ta sẽ bao hàm re thứ. Rồi. Mi son la la son son mi re do la la. Mi son la la son son mi re do la la. Rồi. Bỏ hàm la thứ rồi. Si re si, chúng ta bỏ hàm son trụ hoặc mi bảy thì cũng được bạn. Si re si, hai lần si re si. Rồi si re si la. Để em âm lại la thứ các bạn. Son la do mi re do la. Son la do mi re do la. Rồi son la la la. Rồi xong. Đó là xong đoạn A. Và các bạn này nó ngắn như thế này là bạn. Đoạn A nó giống như đoạn B và đoạn C luôn các bạn. Thì bây giờ hết đoạn A rồi chúng ta sẽ làm đoạn B giống như đoạn A luôn. Sau cái đoạn B chúng ta sẽ tới điệp khúc. Và chúng ta sẽ làm lại cái đoạn này nha các bạn. Mi son mi, mi son mi, mi son mi re. Mi son la la son son mi re do la la. Si re si, si re si, si re si la. Son la do mi re do la. Son la la la. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ qua điệp khúc ha. Rồi các okay, bạn. Son son mi mi re re mi son la la. Đọc lại. Son son mi mi re re mi son la la. Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo là nó giống như cái câu này, chúng ta có nghĩa câu này chúng ta lặp lại hai lần. Rồi, tiếp tục. Son la do mi re do la. Cái câu này son la do mi re do la, mi re do la chúng ta sẽ lặp lại ba lần. Rồi, son la la la. Tóm lại cái điệp khúc như sau. Chúng ta cứ để hợp âm la thứ thôi, không thay đổi nhiều. Bài này chủ yếu thực chất là các bạn, bài này rất là ít hợp âm, không cần thay đổi nhiều. Rồi sau đó hết cái điệp khúc chúng ta sẽ tới đoạn C. Đoạn C thì nó giống như đoạn A rồi các bạn. Rồi vậy ta ha. Rồi bây giờ chủ yếu là cái phần dàn tấu, cái dàn tấu rất là khó các bạn. Bây giờ mình sẽ làm sơ lược về cái từ đoạn A qua đoạn B qua điệp khúc cho bạn nghe thử tấu cho các bạn nghe. Đó là cái phần đọc tấu sơ ha. Rồi tới cái phần gian tấu. Cái phần gian tấu này cũng khá là khó và cũng rất là hay các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần gian tấu trước cho các bạn nghe. Cái phần gian tấu này chúng ta sẽ đổi qua cái tiếng koto ha. Rồi. Cái phần gian tấu các bạn. Rồi bây giờ chúng sẽ làm chậm chậm ha. Cái phần này rất là khó. Mình sẽ đọc nốt cho các bạn nghe ha. Rồi. Các bạn viết nốt ha. Son la mi son re mi do re re mi do re la do son. Rồi, còn lại cái câu này. Son la mi son re mi do re re mi do re la do son. Liên tục các bạn. Son la mi son re mi do re re mi do re la do son. Rồi, lại. Son la mi son re mi do re la do son. Các bạn làm không kịp, viết không kịp thì các bạn bấm bao dừng lại từ từ ha. Son la mi son re mi do re la do son.
phần nhân tấu này chúng ta cũng để một hợp âm thôi, không cần hợp âm nhiều đâu, tại vì giai điệu nó rất là nhanh, rất là lẹ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi. Si do re son si do re. Si do re son si do re. Tiếp tục. Si mi dáng, si mi dáng, si re si mi si re. Rồi, cái câu thứ hai như thế này. Si do re son si do re si mi si re si mi si re. Si mi dáng nha các bạn, chú ý chỗ này. Si do re son si do re si mi si re si mi si re. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. La si do re son la mi son re mi do re la do son mi re do son re do. Chúng ta vẫn để hợp âm la thứ thôi. Rồi, cái câu thứ ba này các bạn. La si do re son la mi son re mi do re la do son mi re do son re do. Rồi bây giờ làm lại cái phần gian tấu nha. Bây giờ mình sẽ làm hạ tempo được cho các bạn nghe. Để chúng ta sẽ tập tempo chậm trước mới nhanh được các bạn ha. Rồi các bạn cho gạch dưới cho mình những nốt, ví dụ nè. Son la re son do re. Đốt son đầu tiên là ngay cái nhịp nè ha. Rồi son la mi son re mi do re 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 gạch cái re thứ hai à, ngay nhịp. Rồi mi do re là do son. Rồi si si do re cái nốt si đầu tiên nè là nó nằm ngay nhịp luôn các bạn. Rồi si do re son si do re si si mi dáng á, cái nốt mi dáng đầu tiên này nè là cái nốt ngay nhịp luôn. Rồi si re si mi si re tiếp tục là si do á, là nút la này sẽ như ngay gạch dưới, nó là cũng ngay nhịp luôn. Là si do re son la mi son re đó, nút re gạch dưới luôn là ngay nhịp luôn. Mi do re là do son mi re là gạch ngay nhịp. Rồi do son re do. Rồi, nốt đô cuối cùng cũng chính là nốt ngay nhịp. Rồi. Đó, làm tao là chậm chậm thôi thì nó mới được rồi, chắc là quen tay được chúng ta mới làm nhanh được các bạn. Rồi. Lại ha. Như vậy à, rồi sau xuống đó chúng ta sẽ tăng tempo lên khoảng 140 ha. Rồi bây giờ à, cái tempo nãy mình cũng nói là bạn này cái mà chơi tempo 140 đi, mình quên nói tempo. Rồi à, nhanh lên nó sẽ có tiết tấu như thế này, rất nhanh các bạn à, làm nhanh cái phần bằng chậm nó làm được rồi, chúng ta làm nhanh được các bạn. Ok, vậy là hết các bạn ha. Cũng khá, nếu mà làm tập quen rồi các bạn cũng sẽ làm nhanh được thôi. Rồi đó là phần gian tấu. Rồi tới cái phần điểm hát cái bài này ha các bạn. Cái điểm hát thì thế mình nghĩ cái bài này chúng ta không nên điểm hát nhiều đâu, chủ yếu là cuối câu à, chúng ta dần thêm một hai nốt trùng với khớp với cái nốt giai điệu là được rồi à, chúng ta có thể áp dụng cái tiếng cái dần tiếng hít á các bạn, để chúng ta dần cho nó hoành tráng tí xíu thôi à, rồi ví dụ à, cuối câu chúng ta đi một vài nốt na ná giống với cái giai điệu. Tưng 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 tưng. Rồi cuối câu tưng 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 tưng, những cái chỗ đó thì cha 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 vậy đó bạn, dần dần hay hít vô, dùng xe tóp cũng được, không thì chúng ta không dùng xe tóp thì chúng ta sẽ dần đây thôi rồi tưng tưng tưng. Vậy cũng được ha, đơn giản cũng được.
chọn thời dặn sai tát hay hơn. Tăng 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 tăng. Rồi tới cái trong bài ví dụ tiếp hay các bạn ha. Có nhiều cách lắm các bạn. Tăng 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 ví dụ vậy à, chúng ta sẽ dùng hai hít, chúng ta lại nửa cuối có âu vậy. Rồi vậy ha, tăng 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 đơn giản ha. Rồi vậy thôi, vậy là các bạn có một cái bài con bướm sừng rất là hay. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hướng dẫn của Trần Cánh ngày hôm nay với con bướm sừng, và chúc các bạn thành công với bài hát này ha, rất hay. Và chào cả lớp thôi, các bạn nhớ đăng ký để theo dõi những clip tiếp theo của Trần Cánh Rồi Đó Sơ nha. Và nếu các bạn nào có muốn trao đổi về nhạc cụ hay là muốn mua nhạc cụ mới thì có thể liên hệ với Trần Cánh qua số điện thoại 01222 621 622. Và có gì cái thắc mắc các bạn có thể gọi vào số này thoại này ha. Rồi mình có cửa hàng buôn bán nhạc cụ tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nào thích thì cứ đến ủng hộ và chọn cho mình một cái đàn như ý. Chúc các bạn thành công và con bướm sừng. Bye bye, chào cả lớp, chúc sức khỏe tất cả.